Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Lục Nam liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở chân đê. Nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng này xuất phát từ việc khai thác cát sỏi lòng sông một cách ồ ạt. Ngoài việc bị mất một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nay người dân lại phải gánh thêm mối lo thường trực vì nguy cơ mất an toàn các tuyến đê. Phản ánh của phóng viên thời sự tại xã Cam Lạng. Đây là hiện trường của vụ sạt lở tuyến đê tại thôn Hạ, xã Cam Lạng, huyện Lục Nam. Vào thời điểm cuối tháng 3 năm 2019. Sự việc này khiến 70 mét kênh mương cùng nhiều diện tích canh tác của nhân dân bị sụt xuống sông Lục Nam. Được biết, đây là khu vực thuộc phạm vi cắm mốc khai thác của công ty Đông Bắc Bộ. Cái ảnh hưởng lớn là cái thứ nhất là cái mất đất. Cái thứ hai nữa là cái nguy cơ của khúc cát này nó sẽ luồn vào bên trong, mai kia dần dần sẽ khu này sẽ mất. Khu vực này hiện có gần 40 mẫu canh tác của 20 hộ gia đình ở thôn Hạ. Việc một diện tích lớn bờ đê và khu vực kênh phục vụ bị sạt lở khiến người dân không khỏi lo lắng xót xa. Mà bờ đê như thế này là sau này là phát triển về lúa má là không ổn định, nhưng mà nước lên là coi ngập, thiệt hại rất lớn của bà con nhân dân. Để khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực này, vào thời điểm đầu tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Cam Lạng đã tổ chức gia cố và đắp lại diện tích bị sạt lở. Tuy nhiên, đó chỉ là những giải pháp tạm thời vì khu vực có nguy cơ sạt lở nhiều. Trước đây là năm 2017-18 thì nó hiện tượng sạt lở đã có. Thế vừa rồi cũng là một số thuyền là lén nút là nó vì nó lợi dụng nó không phải thuộc vào công ty nào. Nên họ tranh thủ xa dân thì họ lợi dụng họ hút trộm, nên vừa rồi là sạt lở mất cái bờ đập con, cái bờ đây là nó nằm ở cái mương máy nước của bà con nhân dân ở thôn Hạ. Thế cho qua là dân rất bức xúc. Bình thường bây giờ nó sạt lở vào đến mất đê con rồi thì nó sẽ nghiêm trọng, nó làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Không chỉ thôn Hạ, nhiều diện tích chân đê ở thôn Bến của xã Cam Lạng cũng có nguy cơ bị sạt lở. Có thể những tuyến đê bị sạt lở sẽ được địa phương và các đơn vị khai thác khắc phục, nhưng diện tích canh tác của người dân vẫn bị mất. Để rồi những mối lo lắng của người dân về tình trạng cát tặc hoành hành trên sông Lục Nam vẫn là câu chuyện kéo dài theo năm tháng.